Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức tọa đàm xây dựng phát triển đội ngũ cán bộ nữ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì buổi tọa đàm. Dự tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có đồng chí Quách Thị Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Tại tọa đàm, đồng chí Trương Thị Mai đã thông tin những nét chính về quan điểm chủ trương của Đảng, văn bản pháp luật của nhà nước, kinh nghiệm quốc tế và một số vấn đề cần quan tâm của việc xây dựng phát triển đội ngũ cán bộ nữ trong giai đoạn hiện nay, sự quan tâm của Đảng, nhà nước trong việc xây dựng phát triển đội ngũ cán bộ nữ. Công tác bình đẳng giới ngày càng có nhiều chuyển biến tích cực, chị em phụ nữ đã và đang tham gia ngày càng nhiều trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đội ngũ nữ cấp ủy, nữ lãnh đạo quản lý, nữ đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp ngày càng tăng về số lượng và chất lượng. Thảo luận tại tọa đàm, các đại biểu tập trung nêu rõ thực trạng cùng kết quả kinh nghiệm tại một số các địa phương, đơn vị, các chỉ tiêu về cán bộ nữ, bàn giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác cán bộ nữ. Giải pháp đưa ra là nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu và hệ thống chính trị trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ nữ, thực hiện có hiệu quả biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới, rút ngắn khoảng cách tuổi nghỉ hưu giữa cán bộ nam và nữ, động viên đội ngũ cán bộ nữ phấn đấu rèn luyện, nâng cao trình độ, năng lực, phẩm chất để đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới. Chú trọng tạo nguồn, bồi dưỡng, quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ nữ trong các cơ quan tổ chức của hệ thống chính trị các cấp.